Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé kênh của mình. Do dịp này phải làm việc ở nhà nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giá đỡ laptop. Cái này có giá khoảng cỡ dưới 200 ngàn. Cái này mình mua cách đây khoảng 2 năm rồi. Trước đây thì do ít khi làm việc ở nhà nên mình ít khi dùng nó. Tuy nhiên do dịp này phải làm việc ở nhà nên mình dùng nó khá là nhiều, nhất là trong trường hợp khi mà mình để máy tính lên trên đùi nó bị nóng. Ở dưới đây có một cái phần cao su để chống trượt khi mình để trên bàn nó không bị trượt. Cái độ nghiêng này thì nó khá là hợp lý. Nó vừa với cái tầm độ nghiêng tầm mắt mình nhìn vô. Bề mặt thì làm khá láng mịn. Cái này có thể để được laptop khoảng 17 inch. Tuy nhiên hiện tại mình dùng cái laptop 13 inch. Khi để lên đây thì thao tác rất là dễ.